Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Top Game Online. Và hôm nay thì cậu Vàng sẽ giới thiệu đến anh em một con game có thể nói rất là đáng chú ý trong thời gian gần đây, có tên gọi là Nhẫn Giả Vô Song. Thì con game này là con game đa nền tảng, được nhà phát hành Gosu phát hành tại Việt Nam. Và hiện tại thì game đang ra mắt phiên bản thử nghiệm dành cho PC. Game cũng sẽ có phiên bản dành cho iOS và Android, nhưng mà phải đợi vài hôm nữa. Thì hôm nay mình sẽ có một clip trải nghiệm nhanh cái tựa game Nhẫn Giả Vô Song 3D này. Ở đây thì mình đã cài đặt game rồi và bây giờ mình sẽ vào chơi trải nghiệm nhá. Thông tin về game thì anh em có thể đọc thêm ở trên, mình sẽ để một đường link ở phía dưới để anh em đọc thêm. Chúng ta sẽ có rất là tất cả những cái nhân vật ở trong Naruto. Ở đây chúng ta sẽ có 5 nhân vật này. Và những cái nhân vật này được chia hệ ra, như kiểu nhân vật đầu tiên là hệ lôi. Nhưng mà phiên bản thử nghiệm thì chưa mở cái nhân vật này nha anh em. Hệ phong này, thủy này, thổ đó, và cuối cùng là hỏa. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có thuộc tính ngũ hành ở trong cái game này. Game này thì tên là Nhẫn Giả Vô Song, nhưng mà đề tài cái nội dung của nó chính nó sẽ về Naruto nha, một cái bộ truyện tranh rất là nổi tiếng. Đấy, chúng ta sẽ có một cái game hai phẩy năm D nhìn rất là đẹp. Thường thì những cái game về Naruto trên di động hiện nay hoặc là thì nó thường là game thẻ tướng, nhưng mà riêng game này thì chúng ta sẽ có một cái game dạng mình cảm giác là như kiểu dạng là dạng là ARPG rồi, thế giới mở rồi thì phải. Rồi chúng ta cứ trải nghiệm đi, vì mình thật ra tôi cũng chưa đọc tìm nhiều thông tin về cái game này đó. Đúng rồi, như vậy chúng ta sẽ có một game thế giới mở và mình nghĩ khá là hay. Hầu hết các cái game về Naruto được phát hành về tại Việt Nam hiện từ trước đến nay toàn là game thẻ tướng thôi. Riêng cái con Nhẫn Giả Vô Song này thì nó lại là game nhập vai thế giới mở. Các bạn thể nếu mà nhìn vào giao diện, các bạn thấy là game này nó tối ưu chính là cho điện thoại. Các cái phím bấm là kiểu thao tác chơi trên di động rồi. Chẳng qua bây giờ là phiên bản thử nghiệm thì chưa được lên store thôi, tức là phải đợi. Các anh em biết là game muốn up lên store là phải đợi duyệt. Thì cái game Nhẫn Giả Vô Song này chưa được duyệt, thế là chúng ta sẽ phải đợi. Và mới game mới chỉ có phiên bản cài đặt trên PC thôi, một cái lần rất là nhẹ. Game mình nghĩ là mình không chưa nhìn dung lượng đâu, nhưng mà đợi tí tôi kiểm tra xem nào. Mình nghĩ là nó cũng khá là nhẹ thôi. Khá là nhẹ, mình không nhìn được dung lượng nó, nhưng mà mình nghĩ là nó khoảng tầm rơi vào tầm khoảng cứ cho là gần 1 GB đi thì cũng khá là nhẹ rồi. Rồi chúng ta sẽ tập trung vào game. Thì đây anh em thấy là đồ họa game nó mang phong cách rất là giống anime luôn. Đồ họa hoạt mang tính chất là yếu tố hoạt hình, và chúng ta có thể thấy tất cả nhân vật ở trong Naruto sẽ xuất hiện đây. Mình đang ở làng lá nha anh em. Đấy, chúng ta sẽ có làng lá này. Sau này chúng ta sẽ có rất là nhiều ngôi làng, làng cỏ, làng mưa, làng hoạt. Nói chung là cả bản đồ của Naruto sẽ trong cái game Nhẫn Giả Vô Song 3D này. Đi mặc đồ. Nói chung là mình cảm thấy là hứng thú, bởi vì là như mình đã nói thì lần đầu tiên là có một cái game được phát hành tại Việt Nam, game di động được phát hành tại Việt Nam mà nó game này game 3D mà xoay đẹp. Xoay được, tại vì anh em sorry anh em nhá, tức là game 3D full 3D không phải 2.5D đâu. Nó xoay được bởi vì các bạn có thể tùy chỉnh 3D hoặc là 2.5D đó. Các bạn có thể xoay được, rất là hay. Đây, game full 3D luôn nha anh em. Mình cứ tưởng đây nó cho chỉnh 2.5D hoặc 3D, tức là nếu các bạn chóng mặt thì các bạn để 2.5D, và nếu mà thích thưởng thức đồ họa thì các bạn hay nhân vật của mình các bạn thì anh em có thể để thành 3D đó. Nói chung là giao diện game thì rất là gọn nhẹ và rất là đẹp, rất là đơn giản nhưng mà nhìn rất là vừa mắt ấy, tức là anh em nó không chiếm quá nhiều diện tích màn hình thì các bạn có thể theo dõi nhân vật của mình. Rất là ok nhỉ, đồ họa rất ok. Thả nào mình thấy là game này rất là nhiều được bạn nhiều bạn yêu thích. Và nếu mà anh em chưa biết về game này thì các bạn có thể đọc thêm về thông tin về game này ở đường link phía dưới nhá. Thậm chí là sẽ có một đường link tải game. Game này nó sẽ đang trong giai đoạn alpha test trong mấy ngày thôi. Nếu các bạn nếu mà muốn chơi thì chơi nhanh, hoặc là anh em sẽ phải đợi đến đầu tháng sau, chắc phải đầu tháng sau thì game mới ra chính thức. Mình sẽ phải zoom ra một tí đã.
Đấy, zoom ra một tí. Chỗ xa xa tí cho dễ nhìn. Gần quá nó hơi khó chịu. Game full 3D mà. Đây, mình có thể mình khóa góc nhìn lại. Lôi điện tháp mang được cái gì này? Đây, nhân vật của mình đây, thuộc tính này, các cái chỉ số thuộc tính. Và như đã giới thiệu từ đầu video thì chúng ta có 5 lớp nhân vật, và 5 nhân vật này nó sẽ mang 5 thuộc tính khác nhau. Chắc chắn là 5 thuộc tính này nó sẽ có yếu tố tương khắc lẫn nhau rồi. Nhu quyền là của gia tộc nào? Cái này thì chắc là phải bạn nào mà đọc truyện thì sẽ biết nhỉ. Ồ, trả lời sai rồi. Cái này chắc là fan của đấy, fan của Naruto sẽ biết. Đấy, nhận thưởng này. Mình thấy là game này rất là giống, rất là bám sát cả các cái hiệu ứng chiêu thức luôn nha. Nó rất là giống trong câu chuyện luôn. Nói chung là kiểu đúng chất Naruto ấy, anh em. Rất là ok ấy nhỉ. Mình nghĩ là game này sau này sẽ rất là đông đây. Game này sau này sẽ rất là đông và mình nghĩ là fan của Naruto sẽ rất thích game này, bởi vì như mình nhắc đi nhắc lại đó là lần đầu tiên mà có một game Naruto mà theo như mình biết thì là dạng thế giới mở như thế này. Hầu hết từ trước đến nay mình chơi trải nghiệm những cái game Naruto trên di động nha anh em, nó thường là game thẻ tướng. Tất nhiên là phát hành Việt Nam hơn, còn ở nước ngoài có một con game Naruto cũng dạng thế giới mở 3D như này, nhưng mà nó chưa được phát hành tại Việt Nam. Chứ còn mình đang nói ở thị trường Việt Nam nha, game đầu tiên phát hành tại Việt Nam là đồ họa 3D như thế này. Đồ họa 3D mà thế giới mở như thế này. Đấy, các chiêu thức của Sasuke nó rất là giống trong truyện luôn. Gọi đặt cả cháp, lôi điện này, giật điện này. Hay nhỉ. Đây là các cái phần phúc lợi này, nhận thưởng. Anh em có thể vào video. Dùng này. Đấy, tăng điểm kinh nghiệm. Game chơi rất là nhẹ mượt. Có thể là mình đang chơi bằng phiên bản PC nên nó không nặng lắm. Không biết chơi điện thoại thì nó như thế nào, nhưng mà hiện tại chơi bằng PC nó rất là nhẹ mượt. Đẹp, mình phải công nhận là đẹp. Đây, các cái phím bấm này dành cho PC này. Nhưng mà nó lại giao diện chính này, nó giống trên di động. Đấy, tức là game này nó sẽ có thay vì các bạn chơi bằng giả lập thì anh em có thể tải cái bản client PC, trên PC, chơi trên PC, tức là anh em không cần dùng giả lập nữa. Các bạn có thể chơi bằng điện thoại hoặc là cái phiên bản chơi trên PC này. Rất là tiện luôn. Đấy. Chúng ta học phần nhẫn thuật là phần gọi là chiêu thức đi. Đấy, nâng cấp chiêu lên. Đấy, các bạn thấy là rất là nhiều nhân vật, rất là game rất là đông người chơi. Game ổn phết nhỉ. Được của nó đấy, bây giờ mình sẽ cố gắng là trải nghiệm lên cấp cao để khám phá các tính năng thôi. Còn mình chỉ giới thiệu nhanh cho anh em về game nhẫn giả vô song 3D này, vì có thể là nhiều anh em chưa biết. Đấy, thì mình sẽ giới thiệu cho anh em cái game này. Khá là ổn áp. Mình chưa chơi nhiều, chưa thưởng thức được gameplay nhiều, nhưng mà về cơ bản nhìn đồ họa rồi các thứ, đồ họa, giao diện các thứ là nhìn đã muốn chơi rồi. Rất là đẹp đấy, các bạn phải xoay 3D này. Ổn áp ấy chứ, được đấy, được của nó đấy. Và chúng ta có phần thông linh để thông linh như kiểu pet ấy. Đấy, là nó đi theo mình này, nó là tên là Tintin, không biết đổi tên đúng không nhỉ? À, không đổi tên được. Không đổi tên được con pet này rồi anh em ạ. Phần trang bị game này thì nó giống các game nhập vai khác thôi. Trắng, xanh, tím, cam, đỏ, cam gì đó. Thì nó giống các game MMORPG khác thôi. Đấy, để cho người chơi nhận biết nó dễ hơn ấy.
không hiểu ông nào nghĩ ra được cái phần màu sắc cái trang bị rất là chuẩn, rất là hợp lý. Không biết mình không rõ là game đầu, game nhập vai nào đầu tiên áp dụng cái việc là đồ thì nó chia màu sắc thế, rất là dễ nhận biết luôn. Thế về các game về sau nó cứ như thế mà học tập theo thôi. Và nó là đặc điểm chung của game MMORPG rồi, tức là đồ trang bị nó được phân cấp theo dạng theo màu sắc để cho người chơi dễ nhận ra. Chắc là từ Võ Lâm nhỉ? Võ Lâm truyền kỳ hay là MU, mình nghĩ là MU là game đầu tiên thì phải. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cày cấp lên level, ngoài level 28 rồi anh em nhá. Chơi được chơi được 10 phút thì level 28, game lên cấp khá là nhanh. Và bây giờ mình tiếp tục lên cấp, cố gắng đi làm nhiệm vụ chính để lên cấp để mở khóa thêm các tính năng mới. Trở về gặp Shikamaru. Toàn những nhân vật ở trong Naruto thôi. Mình nghĩ là fan của Naruto sẽ rất thích cái tựa game này. Quá là ổn áp luôn. Đấy, thật là không sai lầm khi làm cái video này trải nghiệm. Mình nhắc lại, game này được Gosu phát hành tại Việt Nam nha các bạn. Và game đang trong giai đoạn alpha test. Sắp tới đây thì game sẽ chính thức ra mắt trên cả 3 nền tảng là PC, iOS và Android. Đấy, game có hệ thống VIP nha các bạn. Đấy, game có hệ thống VIP và vừa cho mình trải nghiệm thử cái phiên bản cái VIP. Phần quán rượu này, đây là cái gì? À, để mua đồ. Các bạn có thể tầm bảo đồ ở đây. Đây là các cái đơn vị tiền ở trong game này, xu rồi bạc này, vàng. Đấy. Được cấp nhanh này. Cấp 50 mở nhiệm vụ Hokage. Ok. 50 nhanh mà, mình thấy game rất là nhanh. À, đi cấm địa này, đi phó bản này. Đấy, game có hệ thống cấm địa phó bản luôn. Susanoo, wow. Mình thấy là nó có cái hay đó là các cái giọng nhân vật ấy nó vẫn kiểu đúng như kiểu mình xem phim luôn. Đấy, nó được lồng tiếng rất là chuẩn chỉ luôn. Ok đấy, ổn áp, game rất là hay luôn. Được các bạn ạ. Đây, cả thanh chát làm rất là gọn luôn. Đấy, các bạn thì nào, các bạn thấy chát. Ôi, PK thấy chửi nhau rồi này. Ôi. Đi, đánh nhau. Ôi, thế game này chắc là đi support PK đánh nhau này. Được đấy anh em ạ, thế giới mở, game thế giới mở mà. Thế các bạn có thể hoàn toàn thoải mái đi support PK luôn. Đây, thấy chửi nhau, các thứ tùm lum trên kênh chát rồi này. Rất là vui luôn. Tôi đánh giá game nào vui tức là phải có chửi nhau. Riêng ở Việt Nam là thế, tức là game mà đông vui là phải có chửi nhau, đi săn bot PK chửi nhau, KS tùng lum luôn, chửi nhau thì chứng tỏ game đấy rất là vui. Chứ còn game nào mà kiểu vắng người chơi, đến con bot nó không thèm PK lẫn nhau thì chán phèo. Đấy. Chơi game ở Việt Nam là phải có chửi nhau cho vui. Đấy. Được đấy nha anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi trải nghiệm nhá. Bây giờ level 36 rồi. Mình sẽ trải nghiệm khoảng tầm 30 phút. Trong 30 phút này thì mình sẽ cố gắng lên level cao nhất và mở khóa thêm các tính năng cho anh em xem. Ở đây chúng ta có thể cộng điểm tiềm năng này. Ô, hay chưa? Dưới cấp 100 thì nhận hệ thống sẽ tự động cộng điểm tiềm năng cho các bạn. Còn về sau thì các bạn sẽ được phát triển nhân vật của mình. Được. Game rất là hay luôn. Được cho phép người chơi phát triển tự cộng điểm tiềm năng của nhân vật luôn. Cấp độ của game này thì nó mình nghĩ là phải hơn 500. Vì đây có cái bản đồ lôi cuốc tận 400, cấp 420 mới được vào cơ. Thế là anh em tha hồ mà cày cuốc nhá. Game rất là ổn áp, game một cái game MMORPG về Naruto mình nghĩ là khá là ổn áp. Đây, mình có thể mặc đồ này. Ô, tại sao nó không cho mình tự động mặc nhỉ? Rồi, lực chiến bây giờ là gần 70.000 rồi, khá khỏe. Mình thích ở cái game của Gosu phát hành một cái điểm đó là họ làm phông chữ rất là đẹp. Anh em nhìn phông chữ nó rất là gọn mà rất là dễ nhìn luôn.
Đấy, phông chữ của các cái game của Gosu phát hành thì họ chọn phông chữ rất là chuẩn, nhìn rất là dễ nhìn. Có một cái nút gì ở đây? Có một cái nút gì ở đây này? Đây, em nhìn nó nhấp nháy không? Mình không biết là cái gì ở trên chữ 3D ấy. Amaterasu Susanoo. Đấy, toàn chiêu thức ở trong của Sasuke luôn anh em ạ. Cái nhân vật mà chưa nở khóa hình như là con của Naruto rồi vậy. Boruto rồi vậy. Từ sau khi mà Naruto kết thúc, mình không đọc phần Boruto. Đấy, lâu lắm rồi tôi không đọc. Nói chung là từ sau khi chuyện Naruto kết thúc là mình không đọc nữa. Mình không xem phim gì cả về phần sau các nhân vật mới như Boruto các thứ. Mình không thích đọc nữa. Thật ra thì với mình ý, bộ Naruto chỉ hấp dẫn đến từ cái đoạn mà những cái chương đầu thôi, những cái đoạn mà đoạn phía trước khi ông sư phụ Naruto mất thôi. Còn về sau đánh mấy cái thằng Akatsuki ý, nó bị nhảm nhảm và nó kéo dài quá, thế mình không thích lắm. Nó chỉ hấp dẫn từ cái đoạn mà tầm đoạn sư phụ của Naruto, ông gì sư phụ cóc nhỉ, bị bên nó giết thôi, rất là thương, nhìn đọc rất là thương luôn. Thì ok, hay nhất, nói chung là hay nhất của Naruto vẫn là cái đoạn mà thời niên thiếu ở làng ấy, xong rồi đi thi đấu các thứ thì hay, đọc rất là cuốn. Còn về sau thì nó cứ kiểu càng về sau nó tác giả nó bí hay sao ấy, viết nó cứ dài rồi cố gắng kết thúc một cách gượng ép ấy, mình không thích lắm. Càng về cuối là mình đọc lướt truyện Naruto luôn ấy. Hồi xưa là rất thích xem phim và đọc truyện Naruto. Rồi chúng ta đi lần ôi 50 à sắp 50 rồi này. Mở nhiệm vụ Hokage. À, Sakura này. Mình trả lời bừa đi. Nhược điểm của khiển rối là gì? Thể thuật. Thuyết kế của tộc Uchiha Sharingan. Đấy, cái này thì mình biết. Chúng ta đến sa mạc ma, một map mới. Sang này. Ở đây các bạn có thể lắp combo skin các thứ vào để làm tạo combo này. Rất là game ổn áp phết chứ đúng không anh em? Rất là ổn luôn. Diệt khủng hùng, đánh mấy con gấu này. Các bạn nên điều chỉnh kỹ năng của nhân vật. Về cơ bản thì chiến đấu các anh em bật auto đi nhanh. Tay. Đây, đợi đúng này. À, các bạn phải chuyển tiêu luôn này. Đấy. Có một cái nút. Nút để lướt né để né chiêu. Nói chung là cũng được. Được. Đấy, lúc PK các thứ đi các bạn có thể để né chiêu đối thủ. Rồi. Đấy, không biết là nó mở thêm tính năng gì mới không nhỉ? Nó không hiện nữa. Chưa biết là tính năng gì mới hay không thì mình cứ tiếp tục trải nghiệm thôi. Mình sẽ cố gắng là trải nghiệm tầm khoảng 30 phút. Còn về cơ bản thì mình nghĩ là anh em nếu mà xem mình chơi đến tầm này rồi thì mình nghĩ là các bạn sẽ muốn chơi game này đấy. Bởi vì đặc biệt là mấy các bạn của fan Naruto. Đây, chúng ta có phần hoạt động này rồi. Rồi, để tí mình ngó lại cái bảng hoạt động này của game xem nào. Đây, chúng ta có rất nhiều hoạt động và hoạt động nó sẽ mở theo cấp.
nói chung là phải tầm từ cấp 100, nói chung là phải cấp cao lên, phải cấp cao hẳn lên thì mới có nhiều hoạt động hơn. Chúng ta sẽ có phó bản này, có cả mini game này, xếp hình đoán chữ, rất là nhiều sự kiện. Còn đây là sự kiện này. Đấy, nói chung là phải của chiến cửu vĩ luôn này. Nói chung phải tầm từ cấp 120 trở lên, đổ lên thì mới gọi là bắt đầu chơi game. Hiện tại mình gọi là giai đoạn tân thủ thôi, chưa là gì cả. Đấy, bây giờ đây, cái nhiệm vụ không có ghe là tức là nhiệm vụ hàng ngày thôi. Chung là game này cày cuốc cũng mệt phết đấy, không phải đùa đâu. Đây là mini game 60 mở. Sắp 60 mở cường hóa trang bị. Đấy. Nói chung là game rất là đầy đủ các tính năng và hoạt động từ PvE, PvP rồi đi săn boss. Thì anh em có thể an tâm là game Nhẫn Giả Vô Song 3D này hoàn toàn đáp ứng được. Mình nghĩ là game này sẽ rất là hot trong thời gian tới. Thu thập bí thuật này, đi phó bản để thu thập cái gì đấy? Cấm thuật hồi phục sinh lực. Ok, đi đánh thử ra. Hiệu ứng kỹ năng các thứ chuẩn chuẩn luôn, chuẩn Naruto luôn đấy nhá. Quá chuẩn trong chuyện luôn. Thì đây là toàn các chiêu của Sasuke này. Rất là chuẩn. Nói chung là đánh thằng Kabuto này. Đấy. Nói chung là mình không có gì để chê, mình chưa có gì để chê về cái game Nhẫn Giả Vô Song 3D này cả. Thì khá là ổn áp đối với một game nhập vai như về Naruto như thế này, mình thấy là khá ổn áp rồi. Còn tất nhiên là về vấn đề anh em bảo là có hút máu các thứ thì cái đấy tùy mỗi người thôi. Chứ còn game bao giờ thì game bây giờ thì game nào nó cũng hút máu cả. Tiếp tục đi làm nhiệm vụ đã. À, thời trang này. Đấy. Cái quyển trục này nó sẽ xuất hiện sau lưng của nhân vật. Đó, rất là giống như chuyện thôi. Nói chung là anh em phải yên tâm là game này nó chuẩn, chuẩn của chuyện Naruto luôn nhá. Thầy nó chưa chế cháo gì cả. Tiếp tục đi học.
tính năng gia tộc này, kiểu băng hội ấy, các bạn có thể xin vào. Ui, full hết rồi này, game rất đông người chơi luôn đấy. Mình sẽ xin vào một gia tộc nào đó. Game ổn như anh em nhỉ, bây giờ chỉ đợi có bản mobile là chơi thôi, là bem thôi. Game rất là ổn luôn. Thì nói chung là mình cũng giới thiệu qua cho anh em về cái con game có tên gọi là Nhẫn Giả Vô Song 3D của nhà hành Gosu này. Thì mình cảm nhận của mình rất là game rất ổn áp, rất là đáng chơi. Thì anh em nào muốn tìm hiểu thêm thông tin về game này, các bạn có thể click vào đường link phía dưới nhá. Game này sẽ có đa nền tảng, bản PC, bản iOS, bản Android, thì các bạn có thể chơi với nhau. Thì game rất là ổn áp, đặc biệt là với fan của Naruto, mình nghĩ là sẽ rất là yêu thích cái con game này. Thì các bạn có thể game đang trong giai đoạn alpha test thì anh em có thể tải game và chơi thử trên PC. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video lần này của cậu Vàng. Bạn nào mà thấy hay có thể like, share, chia sẻ video này để giới thiệu con game Nhẫn Giả Vô Song này đến bạn bè của mình nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ có lẽ là mình sẽ tạm dừng tại đây thôi. Các tính năng của game nó rất là nhiều nhưng mình chưa thể trải nghiệm hết được vì nó rất là tốn thời gian. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye. À quên, ông nào mà chưa ấn nút đăng ký cho kênh Tokyo Online thì ấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn các bạn. Bye bye.